Được rồi, ok, hello, Chiến xin chào mọi người nhé. Lại là Chiến đây. Chào mừng cứ đến chủ nhật hàng tuần lúc nào rảnh hoặc là có ngày nào rảnh như thế mà ngày thường thường là chủ nhật Chiến rảnh nên Chiến sẽ làm video cho các bạn xem, các khán giả thân yêu của Chiến được xem. Thì là chỗ Chiến này nó mưa cũng khá là to mọi người. Chứ thực tế ra thì kể cả ngày lắm lắm ngày mưa Chiến cố chứ làm video cho mọi người xem. Thì mọi người xem mọi người ủng hộ Chiến bằng cách là cho Chiến xin một like này, một xem, một sub để ủng hộ Chiến cho mọi người nhé. Chiến chúc mọi người thật là mạnh khỏe mọi người ạ. Thì bây giờ Chiến đi làm video cho mọi người xem nhé. Let's go. Đây mọi người nhìn này, chỗ nhà Chiến nó đang mưa thế này. Đó, mọi người có thể giọt nước lanh tanh không? Mọi người cái cảnh mưa này có đẹp không? Ok mọi người nhé. Thì là Chiến mới tàu được có một bộ đồ chơi như thế này. Bộ đồ chơi biệt đội siêu hình ống Avenger. Trong đây nó cũng có Avenger 4 này, Power Hero, Avenger Hero này. Còn nhân vật trong đây có nhân vật Chiến biết, có nhân vật Chiến không biết. Đây là người nhện này, Hulk này, đây là Iron Man này. Còn đây là cái vị Chiến quên rồi, vị này thì này Chiến nhớ như là Captain cái gì, còn vị này Chiến cũng quên tên rồi. Chiến có xem nhưng mà Chiến cũng quên tên rồi. Xem mặt ở bên này nhé mọi người nhé. Đây, đây là mặt bên này bạn cùng mọi người này. Mọi người nhìn có đẹp không? Bây giờ Chiến sẽ khui cái hộp này ra để khám phá để chơi cái món đồ chơi cho mọi người xem nhé. À, mở hộp ra. Mọi người đợi Chiến một chút nhé mọi người nhé. Ok mọi người, vừa rồi là Chiến vừa mới khui được cái hộp này ra rồi. Chiến cho mọi người xem bên trong nó có những cái đồ chơi gì nhé. Đây này. Chiến cũng chưa bao giờ chơi thử các loại đồ chơi này. Bây giờ Chiến sẽ chơi thử xem nó hoạt động như thế nào. Đầu tiên Chiến sẽ lấy từ trái sang phải trước đi. Đấy là con Iron Man trước, gọi là người sắt trước. Để mọi người nhìn xem là nó có điểm nào giống hơn nhân vật người sắt của chúng ta ở trong phim có cho mọi người nhé. Tay chân cử động này, đầu này, chân này, đây hình như nó có một cái bóng đèn này, đầu quay trái quay phải này, quay ra đằng sau luôn này. Đấy, trên bạn cái đầu của con Iron Man này, con người sắt nó quay ra đằng sau luôn này. Đấy, bóng đèn trên tự bật bóng đèn lên cho mọi người nhé. Đấy, sáng rực luôn. Thì cái đèn của nhân vật người sắt này của chúng ta là đèn màu đỏ, đỏ chói luôn, đỏ rọi luôn. Rồi giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục trải nghiệm đến cái nhân vật tiếp theo. Nhân vật tiếp theo là nhân vật màu tím tím này, nhân vật màu tím này. Ta rất là lần trải nghiệm từng nét từ nhân vật một cho mọi người nhé. Tập một tiếng tên này của chúng ta Chiến không biết tên, Chiến có xem nhưng mà Chiến quên tên rồi, Chiến không nhớ tên của nhân vật này. Nhưng mà hình như nhân vật này là có đi kèm với một khẩu súng như thế này. Anh ấy hình như là một nhân vật nào đấy có vũ trang và vũ khí sao mọi người. Nhìn mọi người nhìn cái cơ bắp của anh ấy trông rất là rực rỡ luôn, rất cơ bắp rất là phẳng phận. Anh chàng này không một bên tay nào bình thường, một bên tay này có năm đấm màu vàng 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 này, không biết là để làm gì. Một người thích nhân vật nào hơn? Anh chàng này cũng đèn màu đỏ đấy. Được rồi, chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật tiếp theo của chúng ta, đó là cái gì nhỉ? Đây là người nhện mọi người nhé. Chúng ta cùng đến với nhân vật tiếp theo, đó là người nhện. Được sắp xếp ở ở giữa đây, Spider-Man đấy mọi người nhé. Rồi Spider-Man của chúng ta nào. Anh chàng này của chúng ta là khi chuyển hộp ra thì trong nó có một cái mạng tơ nhện như thế này, một cái mạng tơ nhện như thế này với một cái sợi dây như thế này. Rồi tơ nhện chúng ta bắn vào xem trong phim nào, anh ấy bắn vào bất kỳ đâu cũng có thể dính được. Rồi bắn với cái tốc độ của nó là khi bắn là nhanh như đạn luôn mọi người. Bắn vào đâu cũng dính, bắn vào trần nhà, bắn vào tường hay là mà cứ cả một toa tàu chạy trên đường, bắn những tốc độ gần tốc độ súng đạn nữa, rất là nhanh luôn. Xem nhân vật pha ra bên này chúng ta có gì thú vị nhé. Mọi người nhìn này, trông rất là đẳng cấp đúng, rất là đẹp đúng mọi người. Ngay ở đây mọi người thấy có nhìn thấy một con nhện này, trên người của anh ấy toàn là mạng nhện rất trơn á. Đây này,
người xem trong phim là các bạn cái này con ta khi là anh ta bấm vào đây nó sẽ phụt mạng điện từ đây ra đây đó, nó phụt mạng điện từ đây ra đây. Chân quay sát cho mọi người xem anh chàng này dùng đèn màu gì đấy, à cũng màu đỏ, anh chàng này cũng dùng đèn màu đỏ. Wow, thật sự ui quá, wow, người nhẹ khi chúng ta bật đèn lên rất là đẹp mọi người ạ. Wow, người nhận bật đèn lên đẹp lắm. Chúng ta trải nghiệm xong người nhận rồi đúng không? Chúng ta sẽ cùng đến với trải nghiệm một nhân vật tiếp theo, đó là nhân vật anh chàng to con này, chàng to con màu xanh này ở trong bộ phim chính là Húc. Người khổng lồ Húc không phải là người khổng lồ xanh đấy. Rồi. Chúng ta tất cả những ai đã từng xem phim Avengers chắc cũng không còn lạ gì với anh chàng Húc này rồi. Anh chàng này khác hẳn với những cái nhân vật khác ở trong bộ phim ấy. Là anh này là tiến sĩ Banner, cũng có thể gần nói như là anh ấy cái con quái vật người khổng lồ xanh này đã cứu mạng anh, cứu mạng sống của anh ấy. Nếu không có con người khổng lồ xanh này thì khả năng tiến sĩ Banner chúng ta đã chết rồi. Quay sát cho mọi người xem nhé. Đấy. Từng chi tiết, đấy, cơ bắp rất là quần quận luôn. Để xem là anh chàng được không? Xem chúng ta dùng đèn màu gì nhé. Xem lúc đèn này ấn cho mọi người xem. Wow, anh người khổng lồ xanh của chúng ta lại dùng màu đèn đặc biệt nhất ở trong bốn người này, đèn màu xanh. Để người nhìn trông rất bảnh trai đúng không? Xanh le luôn. Bắt bật được quần quận anh nào ai mà ngơ trong bộ phim là anh có cân được tất cả mọi thể loại to con lực lượng xoay tròn. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với là nhân vật cuối cùng ở trong buổi trò chơi mới nè, đó là nhân vật sao có cái chữ A, nhân vật này thì Chiến quên tên rồi. Thật sự Chiến không nhớ cái nhân vật này lắm. Chiến có xem nhưng mà tên nhân vật Chiến nhớ, nhưng mà gần như là chỉ nhớ được một vài nhân vật thôi, còn nam mình cũng quên gần hết rồi. Đó là nhân vật mà nhìn trông giống là như một anh chàng siêu nhân cảnh sát mọi người. Đầu thì mặc quần áo thì khá là giống siêu nhân, nhưng mà trong một có một phần đang nhắc là giống cảnh sát. Đấy. Thì anh này là có trang bị cho bản thân mình một kia. Món đồ chơi là cái này gọi là cái gì mọi người, cái này gọi là cái gì ta, cái này nó giống như là cái lá chắn của anh ấy. Thì tôi nhớ là anh này đeo ở bên tay trái hay đeo tay bên tay phải không biết này. Đấy, cái đầu quay tứ phía luôn. Quay sát cho mọi người xem nhé, đằng trước đằng sau của con anh chàng nhân vật này. Xem anh chàng này dùng cái đèn màu gì nha mọi người nhé. Wow, anh chàng này cũng đèn màu đỏ. Thì mọi người có thích anh chàng này không? Còn Chiến theo bản thân Chiến nó thật cho mọi người, cho số tất cả những người 5 nhân vật này 1, 2, 3, 4, 5. Chiến thích nhất là anh chàng người nhận ở giữa này. Chiến thích nhất là anh chàng người nhận ở giữa này luôn. Với cái lý do thì thứ nhất là Chiến rất thích là cái cảm giác mà gần như là mọi người tưởng tượng cái con nhện ấy, mọi người nhìn cái con nhện là nó có rất nhiều chân, nó đi đâu gần như cảm giác nó có thể tự do, nó làm những cái gì mà nó phụt ra mạng nhện ở đây xung quanh nó trăng mạng nhện ra đấy để bắt con mồi. Mọi người nhé, thì cái trong bộ đồ chơi là 5 vị anh hùng này, mọi người thích vị loạt đất thì mọi người có thể cho Chiến biết ở phần bình luận cho mọi người nhé. Cái tên này mọi người bình luận Chiến đều nghe hết, Chiến đọc và đọc hết mà. Rồi, hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo nha mọi người nhé. Mọi người thấy sao về video này?
hãy để lại ý kiến phía dưới để Chiến biết nhé. Và đừng quên like, share, đăng ký kênh để ủng hộ Chiến nha. Bye bye.